Có bao tử cá mọi người thì nó vừa giống như mình à, ăn rất là ngon luôn á. Lâu lâu á làm món bao tử cá thì được vừa nhà ăn rất là ngon nha. Ai mà thích ăn bao tử cá ba sa mà làm những món xào chua ngọt nè, nhúng giấm hay chiên giòn này kia mà ngán rồi mà không biết làm món gì á, vào đây á mình chỉ cho một món này ăn với cơm rất là heo luôn, mà làm lay gai cũng nhất cái nách luôn. Bao tử cá ba sa mình mua về á mình phải sơ chế cho thiệt là kỹ nha, nào là bóp chanh, bóp muối, cà rửa này kia cho thiệt là sạch nha, nếu mà làm không sạch á thì ăn nó rất là tanh luôn nè. Còn đây á là cái bước sơ chế thứ hai của mình nè, là mình trụng luôn nước sôi. Trong nồi nước của mình á mình có để hành tím, hành lá nè với một chút muối, mình nấu nồi nước cho thiệt là sôi á, rồi á mình cho bao tử vào mình chần qua khoảng 15 đến 20 giây, rồi sau đó thì mình vớt ra rửa lại dưới nước lạnh. Cái phần sơ chế bao tử cá của mình cũng đã xong, bắt đầu thì mình ướp thôi. Mình cho ớt, tỏi, hành tím, đường, bột ngọt, hạt nêm, ngũ di hương dưới nước tương nè. Rồi sau đó thì mình trộn đều lên để tầm khoảng 5-10 phút cho nó thấm. Mình ướp cái này á mình để ngũ di hương vô rất là thơm luôn nha mọi người. Rồi sau đó mình phi tỏi cho nó thơm nè, rồi hết cho bao tử cá vào. Mình xào qua xào lại cho bao tử cá của mình nó săn lại nè, rồi giữ nó thấm đều với gia vị nữa. Rồi mình hết cho nước dừa vô, mình khi đến khi nào mà nước dừa nó sắc xuống là được nha. Ta nói á, lâu lâu làm cái món này ăn với cơm nè hoặc là làm lay gai rất là ngon luôn nha mọi người. Mình ăn bao tử nó dai dai giòn giòn nè. Chào tất cả mọi người. Còn đây là chảo bao tử cá của mình thì nước dừa cũng đã xong nha mọi người. Ở bên đây thì mình ăn kèm với sầu đâu nè, dưa leo nè, với cà gió. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Đây. Này mình dùng muỗng á. Đó, mình múc ăn nó mới đã. Bao tử cá này không? Mình ăn vào nó giòn thực thực dai dai giòn giòn ăn đã lắm nha. Lâu lâu đổi món là ngon ghê lắm. Mà mốt mọi người á, có bao tử cá mọi người á thì nó vừa giống như mình à, ăn rất là ngon luôn á. Ăn bao tử cá cái chai da giòn đòn ngon trong miệng mình rất là ngon, rồi thơm mùi nước dừa nữa với những gia vị mình ớp nó thấm vô ăn rất là đã.
Lâu lâu quá làm món bao tử cá thì được vừa nhà ăn rất là ngon nha.